Xin chào các bạn nha. Hôm nay cuối tuần tôi đã được nghỉ và tôi đang có mặt ở biển. Hôm nay tôi đi chơi. Thì hôm nay ra đây để quay cho mọi người xem cảnh ở biển thôi. Đây nước biển rất là trong, rất là đẹp. Đây là chỗ này là một hòn đảo. Thì hôm nay thì tôi sẽ không săn bắt hái lượm gì nữa, bởi vì theo như yêu cầu của một số bạn trước kia xem cái clip của tôi thì cứ bảo là thôi anh đừng bắt nữa. Thì hôm nay tôi sẽ không bắt gì hết, quay phong cảnh cho các bạn xem thôi. Mà thực ra là nước trong này đếch có gì để bắt các bạn ạ. Trên này là một cái núi, cây rất um tùm trên dưới này. Biển có đá rất là đẹp. Ôi ơi, con gì đây? À, cua. Không muốn bắt thì tự nhiên thấy lại phải bắt. Ui. Con cua này là con cua ghẹ sao? Đang có trứng. Đang cắp đau lắm con này. Ui. Đấy, con này là con ghẹ đá này. Ở đây rất là nhiều. Tôi vừa bắt được một con nữa. Con này ăn thì rất là ngon nhưng nó cắp đầu lắm, càng sắc nó rất là dữ. Nó gặp người là nó không chạy được. Cua thì rất là nhiều. Ui, chưa gì đã rơi càng lên rồi. Đấy, con nó cắp rồi dép. Cả những cảm ơn cua này. Ui. Có cắp vào nó không nhả ra luôn. Cua rất là nhiều. Có một mình đi bắt này rất là vất vả. Cua này dữ lắm các bạn ạ. Con này ăn rất là ngon, nhiều thịt lắm. Đây có một con nữa này. Nhiều lắm. Đấy. Rồi, bắt được rồi. Cua nhiều quá trời luôn. Con ghẹ đá. Con này dữ lắm.
cái bờ này. Xem xong thì đừng bạn nào rạch đá này nhớ, nên là tôi không bị bắt đâu, nhưng mà thực ra là lẫy nội thì dẫn phải con cua nó cắp đau thế mẹ luôn, nên là xuống bắt cho bỏ thích.
Thôi, bắt nhiều quá, mỏi quá, tôi không ăn nữa. Bây giờ chuẩn bị đi về. Đấy, bây giờ tôi đã về nhà rồi. Rồi tôi đổi ra cho các bạn xem. Cua rất là to các bạn ạ. Bây giờ nó không còn giữ như vừa nãy nữa, bởi vì là nãy tôi cho ở trong túi bóng, là tôi để lên cái xe máy tôi chạy. Đường nó xa, đi nó sóc, nó say. Bây giờ nó yếu lắm. Đây này, mấy con này say xòi hết cả bọn mép ra này. Nó bình thường nó giữ lắm. Nhìn thấy nó cái là nó dơ cái càng này, bây giờ nó nằm im lắm. Bây giờ nó hiền. Cua này thì cũng khá là nhiều thịt đấy, ăn ngon lắm, thịt dai, ngon. Thôi, tôi chuẩn bị dừng video đây. Các bạn xem xong mà thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh giúp tôi nha. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nha.